Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin số 18 giờ của NTV. Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Văn Tài, sinh năm 1996, trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Thông tin này sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thời điểm bị bắt, Tài đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Tang vật cơ quan công an thu giữ là hơn 200 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng. Theo cơ quan điều tra xác định, Phan Văn Tài đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết sai sự thật trong các hội nhóm từ thiện với nội dung kêu gọi sự giúp đỡ cho một cháu bé tại tỉnh Bắc Giang bị bố đẻ chém trọng thương. Cơ quan công an xác định đây là nội dung không đúng sự thật. Bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện nói trên, chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021, Phan Văn Tài đã lừa đảo hơn 1.600 nạn nhân ở khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền 255 triệu đồng. Qua công tác nắm bắt tình hình, Công an thị trấn Nam Đàn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Định, sinh năm 1976, trú tại khối Nam Thung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, khi đang có hành vi sản xuất hàng cấm, pháo tự chế. Khám xét tại nhà ở của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ, tổng cộng hơn 276 quả pháo các loại, có trọng lượng hơn 45,5 kg và hơn 2,4 kg thuốc pháo. Trong số pháo tự chế được thu giữ, có nhiều quả pháo được đối tượng làm bằng các vỏ lon bia, vỏ đạn bằng kim loại, nếu phát nổ sẽ có tính sát thương rất lớn. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, sản xuất số lượng pháo trên với mục đích để buôn bán và sử dụng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Bị hù dọa có người nuôi bùa ngải hãm hại, chị Nguyễn Thị Lặng, sinh năm 1986, bị người bà con lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Theo truy tố, bị cáo Vũ Thị Tâm, 27 tuổi, quê Bắc Giang và chị Lạng có mối quan hệ bà con. Tháng 3 năm 2017, chị Lạng chuyển vào Sài Gòn sinh sống và đến tháng 7 năm 2017, chị Lạng và bạn trai xảy ra mâu thuẫn chia tay. Buồn chán, chị Lạng gọi điện tâm sự với Tâm. Tâm liền bịa ra chuyện chị bị người khác nuôi bùa ngải hãm hại. Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, chị Lạng nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Tâm lên tới hơn 24 tỷ đồng để mua đồ và mời thầy về cúng giải hạn. Đến tháng 7 năm 2019, phát hiện bị Tâm lừa đảo, chị Lạng đã yêu cầu Tâm trả lại tiền, nếu không sẽ tố cáo. Tâm đã trả lại cho nạn nhân tổng trị giá 19,6 tỷ đồng, còn lại gần 5 tỷ đồng, Tâm không có khả năng hoàn trả, nên chị Lạng đã làm đơn tố cáo ra công an. Đoạn clip do camera của một tiệm vàng ở huyện Mê Linh, Hà Nội ghi lại được vụ việc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và cảnh báo nạn trộm cắp liều lĩnh dịp cuối năm. Theo đó, vào chiều 12 tháng 12, một cô gái đi vào tiệm vàng hỏi mua một sợi dây chuyền. Sau khi đeo thử, cô gái này đã liều lĩnh cho sợi dây vào túi áo và định bỏ trốn. Ông chủ cửa hàng đã nhanh chóng túm được áo của nữ đạo trích. Thấy có người phụ nữ hàng xóm đi tới, ông chủ hô hào nhờ bà giữ cô gái lại giúp mình. Cô gái vùng vẫy định chạy ra chiếc xe máy để tìm cách thoát thân. Lúc này, hàng xóm xung quanh cùng ông chủ tiệm vàng đã kịp thời tới nơi, rút chìa khóa xe máy, giữ cô gái lại và gọi công an tới làm việc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự bất bình vì hành vi ngang nhiên trộm cắp của cô gái. Cô này ăn trộm kiểu gì mà liều lĩnh vậy nhỉ? Cuối năm rồi, trộm lộng hành ngang nhiên quá. Các chú công an xử lý nghiêm cho trở cái tội trộm cắp đi. Sáng nay, đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu, Đà Nẵng vẫn đang truy tìm kẻ cướp giật xảy ra trên địa bàn phường Phước Ninh. Trước đó, tối 14 tháng 12, chị NTTT, 41 tuổi, ngụ Hải Châu, được chồng chở đi bằng xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh. Chị T đeo túi sách trên người. Lúc này, xuất hiện một nam giới chạy xe máy ngược chiều, áp sát giật túi sách của chị T rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, chồng chị T đã dùng xe máy đuổi theo kẻ cướp. Chạy được 100m thì anh này tông ngã xe tên kẻ cướp trên. Sau đó, kẻ cướp bỏ lại cả túi sách và xe máy của mình để thoát thân. Một nam sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ đã tiêm liên tiếp hai mũi vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cách nhau chỉ khoảng 10 phút. Vào sáng qua, thành phố Tam Kỳ tổ chức tiêm vaccine Pfizer cho hơn 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân tại nhà đa năng của trường. Tại đây, một học sinh lớp 11 vừa tiêm xong mũi thứ nhất ở bàn thứ nhất thì đến bàn thứ hai ngồi và được tiêm thêm một mũi nữa. Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, nguyên nhân xảy ra việc tiêm nhầm hai mũi vaccine cho học sinh là do thiếu trách nhiệm cả từ phía nhà trường và nhân viên y tế. Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường báo cáo với lực lượng cấp cứu đưa học sinh này đến theo dõi tại trung tâm y tế. Đến sáng nay, sức khỏe em này tạm ổn định nên gia đình đã xin phép cho em về nhà theo dõi.
khoảng 22 giờ đêm qua, người dân tại tòa S4, chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện một bé trai rơi từ tầng 22 của tòa nhà xuống đất thiệt mạng. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân ở nhà cùng mẹ. Được biết, nạn nhân năm nay 12 tuổi, đang học lớp 7. Cơ quan chức năng đã phong tỏa nơi xảy ra vụ việc. Vào khoảng hơn 22 giờ đêm qua, tại khu vực biên giới Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, xe container biển kiểm soát 51C39654 đang đỗ dừng ở ngã ba Bảo Lâm, chuẩn bị đưa trái cây sang Trung Quốc bán thì bỗng nhiên tài xế thấy mùi khét, tiếng nổ lốp cốp kèm theo ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn đầu xe. Lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng ở biên giới dùng bình cứu hỏa mini tham gia dập lửa. Theo cơ quan chức năng, do phát hiện và cứu hộ kịp thời nên may mắn không có thương vong về người, hàng hóa cũng không ảnh hưởng nhiều. Nguyên nhân ban đầu xác định do phải chạy máy lạnh nhiều, giữ nhiệt độ cho hàng và xe nhiều ngày tại cửa khẩu nên bình ắc quy nóng nhiệt, phát lửa bốc cháy. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền những hình ảnh về một thầy giáo tự tay cắt tóc cho nhiều em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Hình ảnh đẹp đó đã nhận được mưa lời khen trên mạng xã hội. Đó chính là thầy Dương Văn Huấn, hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Núp, xã Ea Yeng, huyện Krông Park, Đắk Lắk. Tôi thấy các em còn nhỏ, tóc tai bù xù nên thương và cắt lại cho gọn. Những năm trước, thấy học sinh nào tóc dài, tôi cũng tự cắt cho các em. Năm nay dịch Covid-19 nên tôi cắt cho nhiều học sinh hơn để các em khỏi phải ra tiệm, vừa đỡ tốn tiền, vừa tránh được nguy cơ nhiễm bệnh, thầy Huấn nói. Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời tốt đẹp để bày tỏ sự cảm ơn, kính phục tới người thầy hết lòng vì học trò. Hình ảnh gần gũi, thân thiện quá. Người hiệu trưởng xứng đáng là hiệu trưởng. Thầy gần gũi giống như cha của các em vậy. Những bức ảnh thầy Huấn cắt tóc cho học trò tựa như thêm một nốt nhạc vào bài ca ngợi những người giáo viên mẫu mực hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Và tới đây thì thời lượng cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.